nhà nó giết con chạy quá trời, con sợ quá mẹ ơi. Oh my god. Đâu, mẹ đâu có thấy bạn nào chạy theo con đâu. Nào mẹ. Em nó đi lạc tuốt bên kia luôn á cô ơi. Rồi cô cảm ơn con nhiều nghe. Nếu không có con dẫn em về, cô đi kiếm không biết bao giờ mới gặp được em luôn nữa. Con nhớ. Mới uống ở đây mà hết trơn rồi. Ủa mình giục rồi sao nó còn lăn lại mình vậy ta? Mình phải chạy nhanh lên mới được. Mẹ ơi cứu con bị chai ruột. Oh no. Mẹ ơi cứu con với, con bị chai ruột tới luôn rồi mẹ ơi. Nãy giờ nó giết con chạy quá trời, con sợ quá mẹ ơi. Oh my god. Đâu, mẹ đâu có thấy bạn nào chạy theo con đâu. Con nói chai là cái chai này nè, chứ bạn nào mẹ. Vậy mà mẹ cứ tưởng nãy giờ có bạn nào chọc con rượt theo con chơi chứ. Con không biết sao mà con chọi cái chai rồi mà nó cứ rượt theo con hoài à. Cháu thì không dục dục giác mà đi dục bừa bãi. Em đội đĩa tớ không có cái tay rượt đi đâu. Vậy mà nãy giờ làm chị chạy mà thú hồn hả? Thôi thôi lượm cái chai đi bỏ thùng rác đi, mới không có được bỏ rác bừa bãi gì nữa nghe chưa con. Để con phụ cuốn đá không à. Đừng để heo bây giờ bị giặt mẹ rồi quá em giao tay. Các bạn hãy bấm đăng ký để thêm giúp mặn cho mừng. Để mừng điểm mẹ nha các bạn. Ủa sao tự nhiên em lại ngồi đây vậy? Em để tới công viên để em bị giặt mẹ rồi chị ơi. Thôi em đừng có chạy đi đâu nữa, để chị dẫn cho em đi tìm mẹ nghe. Yeah. Dạ em cảm ơn tỷ. Hãy em đi qua bên này qua nè tỷ. Hả? Dạ Hân à, con chạy đi đâu vậy? Nãy giờ mày đi kiếm con quá trời luôn, con có sao không? Dạ con không sao, con để đi theo con đó, con bị dạ. Rồi đi này dẫn con về nè mẹ. Em nó đi lạc tuốt bên kia luôn á cô ơi. Rồi cô cảm ơn con nhiều nghe. Nếu không có con dẫn em về, cô đi kiếm không biết bao giờ mới gặp được em luôn nữa. Con nhớ là lần sau đừng có tự ý chạy đi một mình như vậy nữa nghe con.